nằm ở khoang thứ 5 của dải đất hẹp miền Trung, Quảng Ngãi là một tỉnh có diện tích vào loại trung bình ở nước ta. Bờ biển Quảng Ngãi dài chừng 100 km, có nhiều bãi cát chạy dài, nhiều đoạn núi đâm ngang ra sát biển, tạo cho Quảng Ngãi nhiều cảnh đẹp như Ba Làng An, Cổ Lũy, Mỹ Á, Sa Huỳnh. Với những bãi cát trắng vàng, những vườn dừa cao rậm, những rừng dương liễu vi vu gió thổi. Sa Huỳnh đã được các nhà khảo cổ học phát hiện đã làm minh chứng đến hôm nay. Đi dọc Quảng Ngãi từ Bắc vô Nam, ta bắt gặp các con sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ, sông Câu. Sông không rộng và không dài, song vẫn là nhịp thở của cuộc sống nơi đây. Và những con sông nước trong xanh mát với trái dừa ngọt lịm của vùng cát trắng vẫn còn thấm đậm hơi thở Tràm cùng nhịp múa của nữ thần Kala. Quảng Ngãi xưa là đất Bộ Việt Thường, 1402 là châu Tư Châu Nghĩa thuộc lộ Thăng Hoa của nhà Hồ nước Đại Việt. Năm Nhâm Dần 1602, nhà Lê lập phủ Quảng Ngãi gồm hai châu, Tư Nghĩa thuộc Thừa Tuyên Quảng Nam. Năm Minh Mạng thứ 10 1829 đặt làm tỉnh Quảng Ngãi do Tổng đốc Nam Ngãi kiêm quản. Vị thế địa giới này đến ngày nay gần như không thay đổi. Quảng Ngãi được xây dựng bên bờ sông Trà Khúc. Con sông này không có lưu lượng lớn như sông Mã, không chảy lững lờ như sông Hương xứ Huế, mà cũng không rộng như sông Đà Rằng Phú Yên. Song nó cũng giống như tất cả con sông miền Trung, rất hữu ích cho nông nghiệp nơi đây. Sông Trà là biểu tượng của Quảng Ngãi. Nói về Quảng Ngãi mà chưa nói về sông Trà quả là thiếu sót. Triều Nguyễn năm Tự Đức thứ 3, sông Trà được liệt vào hàng con sông lớn ghi vào điển thờ. Sông Trà sát núi Long Đầu, nước kia chảy mãi dòng chảy ngày xưa. Núi Long Đầu, đầu rồng ở huyện Sơn Tịnh, gần cầu Trà Khúc, đầu đâm ra sông Trà. Cá bống sông Trà cùng với nồi canh riêu ngon ngọt thơm đã từng là đặc sản nơi đây để người đi thì nhớ, ở rồi lại thương. Từ chân cầu Trà Khúc đi dọc theo tả ngạn sông Trà chừng 1 km tới núi Thiên Ấn. Trong 10 cảnh đẹp của Quảng Ngãi, Nguyễn Cư Trinh đề Thiên Ấn Niêm Hà, nghĩa là ấn trời đóng trên sông. Trên núi Thiên Ấn có ngôi chùa được dựng vào đời Lê 1716, do Hòa Thượng Pháp Hoa khai sơn. Trước chùa có giếng cổ sâu chừng 50 thước, nước trong mát và ngọt. Tương truyền, xưa có một vị tăng kiên nhẫn đào suốt 20 năm mới tới mạch nước. Đào giếng xong, nhà sư cũng bất thần rời chùa, vì vậy còn truyền lại câu ca: có thầy đào giếng trên non, đến khi có nước không còn tăm hơi. Lên đỉnh Thiên Ấn, chúng ta sẽ có dịp viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chiến sĩ, một chí sĩ yêu nước được cả nước kính trọng. Năm 1947, trong khi nước nhà đang vào cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp xâm lược, khi ấy cụ đang làm bộ trưởng nội vụ đại diện của chính phủ tại miền Trung. Cụ đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã an táng cụ trên đỉnh Thiên Ấn. Mộ cụ không lớn, giản dị mà trang trọng. Trên đỉnh Thiên Ấn hôm nay, cụ đang nhìn đất nước quê hương ngày mỗi ngày đổi thay.
10 thắng tích của Quảng Ngãi mà Nguyễn Cư Trinh thế kỷ thứ 18 đã xếp hạng, thì vẻ đẹp một thời của Long Đầu, Hí Thủy, La Hà, Thạch Trận, Hà Nhai, Vãn Độ nay đã phôi pha. Du khách đến những nơi này chỉ còn thấy dấu vết lờ mờ, nhưng với người Quảng Ngãi thì nét đẹp xưa vẫn còn in mãi trong tâm khảm và trí nhớ. Còn Thiên Ấn, Niêm Hà, Cổ Lũy, Cô Thôn thì vẫn còn đây như ngàn xưa để lại. Khác chăng Cổ Lũy xưa kia vốn là cái đồn phòng thủ bên cửa sông, cửa biển? Hôm nay, cảnh đẹp Cổ Lũy, Cô Thôn vẫn đẹp như xưa. Đá xây quanh quất theo bờ biển, người ở treo veo dưới cửa lồi. Hỏi thăm tạo hóa bao giờ đó, Thạch Trận về đây mới đắp bồi. Danh thắng Cổ Lũy còn vang vọng chiến công thời kỳ chống Pháp xâm lược lần thứ nhất. Tháng 7 1894, nhân dân Quảng Ngãi đã vùng dậy khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của Thái Thú. Thái Thú đã lãnh đạo nghĩa binh chiếm được thành Cổ Lũy, khi đó quân Pháp đang chiếm đóng. Dưới chân núi thôn Cổ Lũy, dân cư làm nghề đánh cá và dệt chiếu. Những ngày biển lặng, mặt trời hửng lên tươi đỏ, những cánh buồm no gió lại ra khơi. Cổ Lũy, Cô Thôn không còn cô đơn, nhưng vẫn mơ màng những làn khói ấm không bao giờ mất sau rừng dừa, lũy tre xanh chiều tĩnh mạc. Ông quan nhất phẩm triều đình nhà Nguyễn Chương Đăng Quế từng nói: "Nhất Huế nhì đây, Cổ Lũy, Cô Thôn." Từ thị xã Quảng Ngãi vượt cầu Trà Khúc rồi rẽ vào quốc lộ 26 qua thị trấn Thu Xà, nơi sản xuất kẹo hương nổi tiếng của Quảng Ngãi, là bạn đã đến tới Sơn Mỹ, một xã ven biển Tịnh Sơn. Sơn Mỹ là xã Tịnh Khê trong kháng chiến, một làng trù mật ven biển gồm 4 thôn: Tư Cung, Mỹ Khê, Mỹ Lai và Cổ Lũy. Và không ai không căm thù khi nghe kể về vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16 tháng 3 1968. Sáng ngày 16 tháng 3 1968 ấy, khi người dân Sơn Mỹ đang chuẩn bị cho một ngày lao động, thì hàng loạt pháo địch từ các chi khu quân sự Bình Sơn, Sơn Tịnh, thị xã Quảng Ngãi cấp tập bắn vào. Trên trời trực thăng đua nhau quần đảo, nhả đạn rocket. Sau đó chúng chở quân từ Chu Lai tới do tên Mỹ Colley chỉ huy. Chỉ trong ngày 16 tháng 3 1968, giặc Mỹ đã giết 504 đồng bào ta. Những tấm ảnh tư liệu này mà hôm nay Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ đang trưng bày chính là do trung sĩ Haber chụp, là trung sĩ nhiếp ảnh tháp tùng đại đội Colley hành quân vào Sơn Mỹ. Haber đã chụp 40 bức ảnh đen trắng, 18 bức ảnh màu, cảnh nhân dân Sơn Mỹ bị thảm sát. 18 tháng sau khi vụ thảm sát được phát giác ở Mỹ, Haber đã công bố các bức ảnh này khiến chính quyền Mỹ hết đường chối cãi. Chiến tranh kết thúc, cuộc sống của Sơn Mỹ đã đổi thay, nhưng nỗi đau Sơn Mỹ, nỗi đau Việt Nam vẫn còn khắc sâu trong tâm trí mỗi người chúng ta. Sơn Mỹ vẫn luôn là tiếng gọi lương tâm của nhân loại đang khát khao hòa bình.
Phía tây Quảng Ngãi gối đầu vào đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ điệp trùng, có những ngọn núi cao như Cà Đam 1.600m, Thạch Bích 1.300m với nhiều lâm thổ sản quý. Đây chính là quê hương xứ sở của 85.000 đồng bào Thượng Hơ Rê, Ba Na, Chăm Rê, Cơ Dông từ bao đời nay gắn bó máu thịt bên nhau cùng xây dựng buôn sóc. Với em về Quảng Ngãi, đất anh hùng xin du kích Ba Tơ, trong kháng chiến từ núi rừng sông bãi, không cho quân giặc chiếm bao giờ. Chúng tôi lại có dịp về với vùng đất Ba Tơ cách mạng, một huyện miền núi phía tây nam Quảng Ngãi, nơi làm cuộc cách mạng sớm nhất miền Trung. Từ đây, đội du kích Ba Tơ được trưởng thành và làm hạt nhân cho cao trào cách mạng tháng 8 1945. Và dẫu cuộc đời còn những buồn vui, tim ta vẫn nhớ thương thiên ân trà giang, nhớ bờ xe nước một thời như thơ, một thời như mơ dệt tình uyên ương, thương dòng sông nhỏ đến côi ngư phù trải lưới ven sông, ánh trăng vàng rơi rơi ngoài đầu. Ba Tơ là huyện nằm gọn trong mạch Trường Sơn Đông, núi cao và hiểm. Nơi đây có rừng đại ngàn quanh năm mây phủ và những nương lúa màu mỡ tốt tươi, đủ cung cấp lương thực cho đời sống của đồng bào các dân tộc Hơ Rê, Cờ Ho, Cà Dông từ bao đời nay sát cánh bên đồng bào Kinh anh em. Cuộc sống nơi đây đang bừng lên sức sống. Đi bất cứ sóc buôn play nào của đồng bào Thượng, tiếng thoi dệt thổ cẩm vẫn tí tách bên tai, hòa cùng tiếng róc rách của khe nước tưới lúa ruộng cao và tiếng thông reo vi vút của rừng đại ngàn như đang hát mãi bài ca bất tận về quê hương xứ sở Ba Tơ anh dũng. Ché rượu cần mời bạn xa gần cùng đồng bào nhớ về một thời cách mạng, một thời gian lao quật cường mà anh dũng. Ngày ấy tại Ba Tơ, Pháp đã cho xây dựng một đồn lính và một trại giam tù chính trị mà phần đông là những người cộng sản. Người dân Ba Tơ biết họ làm chính trị nên có tình cảm với những chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại nhà ngục Ba Tơ. Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 10 tháng 3 1945, tổ chức đảng tại địa phương đã quyết định phát động nhân dân kinh thượng Ba Tơ nổi dậy và lập ra một ủy ban khởi nghĩa lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Chiều 11 tháng 3, một cuộc biểu tình khổng lồ được tổ chức tại sân vận động, rồi tiến hành một cuộc biểu tình thị uy kéo tới vây đồn Ba Tơ. Sau khi bán tù ra an trí ở Ba Tơ thì qua các đồng chí ở tù lần lượt về á, thì tiếp nhận được cái nghị quyết 8 của Trung ương, trong đó có đề ra là chúng ta có thể tùy theo từng địa phương mà có thể khởi nghĩa từng phần và tiến đến chuẩn bị để mà tổng khởi nghĩa, thì nhận được cái đó, cho nên là vận động quần chúng tổ chức xây dựng lực lượng Việt Minh. Thì trước đó thì chúng tôi đã có cái tổ chức chi bộ ở đây, rồi đến khi các đồng chí về đông đủ thì lần lượt nó trở thành ra là một cái trung tâm lãnh đạo nắm tình hình
các cơ sở ở các huyện ở đồng bằng. Thế thì cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là về ý chí, về tinh thần là nó rất là được quán triệt sâu sắc cái nghị quyết ấy, và cái tiếp theo đó là hiểu được cái tình hình khởi nghĩa của Bắc Sơn và cái khởi nghĩa của Nam Bộ Nam Kỳ. Thì anh em thấy rằng là như vậy, tức là các nơi người ta thi hành nghị quyết rồi mà không được, bị thất bại. Thì ở đây á, là anh em quyết tâm làm thế nào phải xây dựng một lực lượng và đón cái thời cơ nào tốt nhất. Chứ trong khi đó thì Pháp nó vẫn còn, và còn là Nhật thì nó cũng còn mạnh. Cho nên cái cơ hội nó đến là ngày 9 tháng 3 khi mà Nhật đánh Pháp, thì chúng tôi đến trưa mùng 10 thì mới nhận được, và chuẩn bị là coi như là trong sáng ngày 11 là thực hiện cái cuộc khởi nghĩa. Chiều ngày 11 như vậy là chúng tôi phân công đi huy động nhân dân ở làm mít tin ở tại sân vận động, và sau đó thì chuyển từ mít tin sang biểu tình tuần hành, và một bộ phận nhanh chóng chiếm nhà kiểm lý luôn. Sau khi chiếm nhà kiểm lý rồi thì lực lượng khởi nghĩa Thừa Thắng xông vào bao vây đồn Ba Tơ. Tên đồn trưởng của Pháp là sợ quá bỏ trốn, thì cái bọn chỉ huy của Ngụy lúc đầu bắn trả lại chúng tôi, nhưng chúng tôi dùng súng bắn lại, và đồng bào kinh cũng như đồng bào các xã đấy là dùng chiêng trống mõ và hô vọng nhất trước áp lực như vậy thì quân địch phải hạ vũ khí mà đầu hàng. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Khởi nghĩa tổ chức meeting tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân. Vào thăm nhà truyền thống Ba Tơ, qua những bức vẽ, hiện vật và gặp lại những nhân chứng lịch sử, ta vẫn thấy sục sôi khí thế của cách mạng hào hùng năm ấy. Ngay sau đó, đội du kích Ba Tơ được thành lập gồm 28 chiến sĩ trang bị 24 khẩu súng. Đây là đội vũ trang thoát ly đầu tiên của Đảng ta tổ chức và chỉ huy ở miền Trung Trung Bộ. Và từ đó, bao chiến sĩ cách mạng ở các tỉnh Trung Bộ nghe tin tìm về Ba Tơ. Ba Tơ trở thành điểm hội tụ cách mạng miền Trung. Những chiến sĩ du kích Ba Tơ đã làm nên bao chiến công hiển hách. Nhiều người đã trở thành các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đồng bào cả nước nhấn mạnh, đây xâm lược gần đến phai khách. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội du kích Ba Tơ được tỉnh ủy Quảng Ngãi đã cử các đồng chí Nguyễn Chánh, Nguyễn Đôn, Phạm Kiệt trực tiếp chỉ huy. Từ đó, đội du kích Ba Tơ trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của cao trào chống Nhật cứu nước ở miền Trung Trung Bộ, làm nên những chiến công vang dội như Mỏ Cầy, Mộ Đức. Tiến hành võ trang tuyên truyền xây dựng căn cứ chống Nhật. Cái ý nghĩa của khởi nghĩa Ba Tơ thì có thể nói nó như là một cái tiếng súng nổ, nó ảnh hưởng là lan rộng trong cái phạm vi của tỉnh, rồi bắt đầu nó lan rộng ra. Thì ở các tỉnh của Nam Trung Bộ có thể nói rằng là từ Quảng Bình trở vào cho đến trong Bình Thuận và Tây Nguyên, thì trong một thời gian ngắn nhờ là chúng ta khởi nghĩa xong thì vẫn duy trì một cái lực lượng của cái đội du kích Ba Tơ, và mang cái trung đội du kích Ba Tơ đó ra để xây dựng căn cứ, với tinh thần là mình là mở rộng cái căn cứ ở trên miền núi trước, rồi thì mới đảm bảo cho cái việc xây dựng cái hậu phương ở đồng bằng cao. Thì nhờ đó mà các đồng chí chức trị phạm ra tù là khác ở các nơi thì là tìm về Quảng Ngãi để mà bắt liên lạc, bởi vì các đồng chí cho rằng khi ở Ba Tơ đã khởi nghĩa như thế, tức là đã có nắm được cái đường lối của Trung ương. Đứng về cái bạc đấu tranh vũ trang mà kháng Nhật á, thì khởi nguồn từ cuộc khởi nghĩa Ba Tơ cũng như là thành lập cái đội du kích Ba Tơ.
và xây dựng cái căn cứ Cầu Muôn, rồi mở rộng cái căn cứ đó ra, thì tạo thành nó một cái sức mạnh của miền Trung và tạo điều kiện cho đến cái cách mạng tháng 8 khi mà nhập đạo hàng, thì coi như là lần lượt các tỉnh đều có thể là cùng một cái lực lượng vũ trang quần chúng kết hợp với lực lượng nhân dân đó là giành được chính quyền ở các tỉnh một cách nhanh chóng. Hôm nay, những chiến sĩ du kích Ba Tơ năm xưa đang kể cho những người làm công tác quản lý và xây dựng Ba Tơ biết về những ngày gian lao và anh dũng ấy. Những mái tóc hoa dâm kể bên mái đầu bạc trắng, cùng trao đổi về những kế sách giúp dân xóa đói giảm nghèo, mở trường dạy chữ lên buôn xa bản gần. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Ba Tơ, cái nôi của cách mạng miền Trung, không còn là nơi núi rừng heo hút nữa. Dân thượng Ba Tơ đã biết cấy lúa tỉa bắp trên những nương ruộng cao sản vùng cao. Buôn làng hôm nay cuộc sống đã khác xưa, cái đói đã được đẩy lùi, những mái nhà dài bên bếp lửa hồng luôn ấm tiếng cười của trẻ thơ. Đi tới đâu trên khắp huyện Ba Tơ cách mạng, chúng tôi cũng ghi được những đổi thay của vùng rừng núi thâm u. Trên hình ảnh là các em nhỏ của xã vùng cao Ba Vì, Ba Tơ đang vui đùa trên sân của ngôi trường mới khang trang. Các em rồi sẽ lớn khôn và suy nghĩ nhiều về công lao cách mạng và biết ơn vô hạn với các chiến sĩ du kích Ba Tơ. Xã vùng cao Ba Vì cũng đã có đài trạm thu phát sóng truyền hình Việt Nam để các em nhỏ và người dân nơi đây được xem và biết về mùa thu cách mạng. Dẫu cho thời gian phải mở thành con đường lên Ba Tơ đang được khẩn trương mở rộng để giao thông giữa Ba Tơ và các vùng miền thông suốt. Thông tin liên lạc đã giúp cho Ba Tơ thêm gần kề Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn. Hôm nay, tuổi trẻ Ba Tơ mở trại giao lưu để bạn bè trong tỉnh về dự kỷ niệm ngày Ba Tơ khởi nghĩa. Đó cũng là dịp uống nước nhớ nguồn. Tuổi trẻ Ba Tơ hướng về mùa thu cách mạng, về mùa xuân khởi nghĩa oai hùng. Cũng là dịp để các vị lão thành cách mạng ghé thăm Ba Tơ, nơi mình từng có thời gian gắn bó máu thịt với bà con kinh thượng nơi đây. Về Quảng Ngãi quê ta, mía ngon đường cắt trắng ngà dễ ăn. Vùng đất này từ lâu đã thích hợp với cây mía. Xưa kia, kẹo gương đường cắt Quảng Ngãi từng được vua Lê Trang Tông dùng làm món ăn tráng miệng trong triều nội. Xưa khát nước, nay đã có đại công trình thủy lợi Thạch Nham khai thác nước sông Trà Khúc tưới mát cho 50.000 hecta ruộng của 8 huyện Quảng Ngãi để ruộng lúa nương dâu 4 mùa xanh tốt. Quảng Ngãi ơi, Quảng Ngãi ơi, nhớ mùa cá chuồn nhảy dây ăn trứng, thương mẹ vai gầy một nắng hai sương, thương dòng sông Trà ai cắm nó đứng đợi mùa con nước mới trôi qua, trôi qua hững hờ. Thương người Quảng Ngãi quê tôi, miền xuôi miền ngược thủy chung một lòng. Quảng Ngãi ơi, nhớ phố thân quen, nhớ giòn sông Trà, thương người chân quê một đời vất vả.